Chúng ta sẽ nêu một class kiểm tra nhập điểm. Trong bài toán này, nhiệm vụ của chúng ta là xem thử điểm của chúng ta nhập có đúng là từ 0 đến 10 hay không. Nếu không đúng thì nhập lại. Vậy chúng ta sẽ có một cái điểm double điểm. Và chúng ta có scan bằng new scan tầm chấm in xuất ra câu thông báo. Chú ý nha, xuất ra câu thông báo nhập điểm D điểm bằng scan chấm net double chấm phẩy xuất điểm ra. Đây là cách mà chúng ta làm cơ bản nhập điểm không kiểm tra. Nhập điểm không kiểm tra. 8 cũng được. 80 cũng được luôn. Vậy thì trong trường hợp mà mình không kiểm tra thế này thì cái điểm trong cơ sở dữ liệu của mình nó sẽ bị sai. Và mình sẽ dùng cái vòng lặp, nếu như mà bạn nhập không đúng thì phải nhập lại. Nhập không đúng thì phải nhập lại. Vậy chỗ này chúng ta dùng while hay do while? Do while. Tại vì sao phải do while? Thì phải có cái gì đó nhập trước cái đã rồi mới tính chứ. Chứ nếu mà chưa nhập thì làm sao mà kiểm tra? Được không? Do while. Vậy chỗ này chúng ta sẽ while. While cái gì? D điểm của mình. Khi nào thì nhập lại? À, còn nếu mà âm thì sao? Cũng phải nhập lại. Bé hơn không. Và hay hoặc? Tại sao không phải và? Hay. Rồi, nếu trong trường hợp này chúng ta sẽ nhập lại 80 nhập điểm lại âm 1 nhập điểm lại. Được chưa? Rồi, mình đã nhập xong. Vậy đã xong được hết điều kiện để nhập điểm chưa? Kiểm tra xong hết chưa? Có khi nào nó bị lỗi không? Có khi nào bị lỗi không? Khi nào? Khi bạn nhập vô điểm mà không phải là số mà là chữ. Mình làm sao để mình bắt chỗ này? À, dùng try catch để bắt chỗ này. Như vậy khi mà mình nhập điểm như thế này nè, mình nhập vô cứ bắt nhập điểm mà người ta không biết tại sao sai, đúng không? Không biết tại sao sai. Vậy thì chỗ này chúng ta phải làm một cái bước nữa nó hay hơn là cái vòng lặp mà các bạn nhìn trong cái slide của các bạn á. Trong slide của các bạn nó có một cái bài liên quan đến việc là bạn nhập vào điểm và kiểm tra bài này dùng lệnh while với điều kiện là nhập luôn luôn đúng, và nếu sai khi nào kiểm tra
đúng đúng cái điểm mà mình cần rồi thì break thoát ra ngoài, còn nếu không thì nhập lại. Như vậy cái cách làm này rất hay, và chúng ta sẽ demo cái đoạn này. Vậy cái đoạn code của mình sẽ viết lại tí xíu. Đây là đoạn code cũ, đây là đoạn code cũ của chúng ta. Vậy D điểm chỗ này nó chưa có điểm cho nên nó báo lỗi. Vậy vô đây mình sẽ while true, tức là lặp liên tục, lặp liên tục. Và mình cũng xuất ra cái câu là nhập vào điểm, và mình cũng lấy điểm. Nhưng ở đây chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện, nếu như cái điểm của chúng ta mà lớn hơn hoặc bằng 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 10. Vậy điểm này đúng chưa đây? Nếu mà bạn nhập vô điểm lớn hơn bằng 0 hoặc nhỏ và nhỏ hơn bằng 10 thì đúng chưa? Đúng rồi, thì có cần nhập lại không? Không nhập lại, thoát khỏi vòng lặp while. Dũng. À, break. Nếu như không đúng thì xuất ra câu thông báo nhập điểm từ 0 đến 10. Đó, nhập điểm từ 0 đến 10. Chạy. Điểm 88, nhập điểm từ 0 đến 10, nhập lại. Trừ 1 7. Như vậy các bạn sử dụng cái cách này thì nó rất là hay. Bây giờ trong trường hợp mình sử dụng điểm và điểm của mình nó phải bắt buộc là số, không phải chữ, thì mình sẽ làm sao? Try ở đâu, get ở đâu? Chỗ này mình có thể try get ngay chỗ này. Try get ngay chỗ này. Vậy cái đoạn này mình sẽ sử dụng try get try. Nếu như sai điểm thì yêu cầu nhập điểm là nhập điểm không là nhập điểm là số từ 0 đến 10. Câu này khác ha. Là số, thầy thêm cái chữ là số để mình biết là mình xuất câu trên hay xuất câu dưới. Ủa rồi sao mà nó vẫn lỗi là sao? À, hay quá. Gán giá trị bằng mấy? Hả? Giả sử như mình nhập điểm tô ít thì sao gán 100 được? Thì chỗ này mình sẽ gán điểm. Chính xác. Gán điểm âm. Và điểm này luôn luôn sai. Mình chọn một cái giá trị luôn luôn sai. Và vô đây, điểm nếu mình nhập bằng chữ là nó báo ở đây rồi. Nhập bằng chữ nó là báo ở đây rồi. Còn nếu như mà không thì nó xuống dưới này. Nhập điểm 88. Đây, câu thông báo lúc trước mình làm. Nhập chữ A. Chuyện gì đấy?
nó bị gì? Vậy thì làm sao mà nó không có bị lấp này? Làm sao mà nó không bị lấp này? Chúng ta sẽ đưa cả đoạn này vào trong này luôn. Khi nào mà điểm đúng thì mới kiểm, chứ điểm không đúng lấy gì kiểm? Điểm chỗ này là số thì mình mới kiểm chứ, không phải số lấy gì kiểm? Thử coi nào. Vậy sao đây? Làm sao cho nó hết? Bỏ dòng nào. Nhập điểm nè. Sao ta? Để nào. Ừ. Bởi vì chỗ này nếu như là chữ thì nó quay trở lại đây. Nó bị cái gì? Hôm trước mình có một cái bị cái gì? Nó bị cái gì á? Nhớ không? Bị cái gì? Tại sao lỗi? Thử lại coi. Được chưa? Nhiều khi mình nghĩ vậy mà không phải vậy. Được không? Cái này là trôi lệnh. Tức là nó nhập chữ A và nó dính trong cái bộ nhớ đệm rồi. Và tí nữa quay lên đây, mình nhìn thấy là có scan đúng không? Nhưng mà cái chữ A nó dính hoài, nó không có clean được. Cho nên nó vô cái nó kiểm tra là nhập chữ. Quay trở lại nó vô nó kiểm tra là nhập chữ. Nó cứ kiểm tra là nhập chữ hoài. Và nó không thoát được. Thì chúng ta sẽ giống như là Fplus vậy đó. Triệt tiêu cái giá trị mà trước đó đi. Đó là cách mà triệt tiêu đơn giản nhất. Và bài toán của chúng ta về nhập điểm như vậy là gần như hết lỗi rồi. Có bạn nào phát hiện ra lỗi gì nữa không? Tester tương lai. Còn có thể xuất hiện lỗi gì ở đây nữa không? Có thể làm cái gì mà nó phát ra lỗi nữa không? Hay là hết rồi? Tất cả các trường hợp là mình bao hết rồi. Bao hết chưa? Còn gì nữa không? Nhập chữ mình cũng khóa luôn rồi. Nhập số từ khác, từ 0 đến 10 mình cũng bỏ luôn rồi. Chắc hết chứ?